Chào các bạn, trong video này App Channel sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn cách cài đặt để tiết kiệm 3G trên máy iPhone. Thì về cách thứ tư là chúng ta vào cài đặt chung. Sau đó chọn mục làm mới ứng dụng trong nền. Ở đây các bạn có thể tắt tất cả đi hoặc có thể tùy chọn từng ứng dụng một. Ứng dụng nào không thực sự cần thiết thì các bạn tắt đi. Thì khi mà ứng dụng ấy chạy nền sẽ không tự động cập nhật. Tiếp theo nữa, các bạn trong cài đặt kéo xuống mục mail danh bạ lịch, các bạn chọn mục tìm nạp dữ liệu mới. Ở đây có lịch ạ. Nếu các bạn không dùng thường xuyên thì có thể chọn thủ công. Tiếp theo iCloud, các bạn có thể chọn thủ công nếu trong trường hợp mà không thực sự cần thiết và ít dùng mail chẳng hạn. Và ở dưới các bạn có thể kích vào thủ công ở đây là sẽ chọn tất cả. Như vậy sẽ tiết kiệm pin và cũng là tiết kiệm 3G. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và mời các bạn đón xem video tiếp theo và các cái cài đặt còn lại. Xin chào các bạn.